Lê sống cho các bác một con chim thuần, bộ khá to nhé. Này là một con chim vườn chuyển cái đi đầu đuôi nhé các bác nhé. Ngoài ra chim không tật lối gì nhé các bác nhé. Chim thuần khoảng 80, 85 nhé các bác nhé. Con chim đầu mặt cũng rất là đẹp luôn các bạn. Bác nào kết thì liên hệ em nhé.